khi mà Trang đi chung, khi mà Trang còn là mạnh thường quân đi chung với Hằng Kali thì Trang thấy những cái sự việc nó không phải là như những qua cái đoạn video mà post lên trên YouTube, nên nên Trang mới không còn đi chung nữa, và Trang đã xa lánh cô ta. Nhưng mà cô ta ghéo gọi tên Trang thì rất là nhiều lần, cô ta ghéo gọi và chửi Trang. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả, xin kính chúc quý bà con cô bác trên toàn thế giới một ngày mới an vui, hạnh phúc. Hôm nay Phương Văn cùng với tất cả quý bà con cô bác chia sẻ về tiếp tục cái câu chuyện của chị La Le, và có những cái bình luận của nhiều khán giả mà Phương Văn cho rằng là đây là một trong những khán giả fan hâm mộ của bên Tứ Đại Mỹ Nhoi. Và có một số khán giả cũng trả lời những cái câu nói mà vô cùng khó nghe. Sau đây thì Phương Văn sẽ chia sẻ vấn đề này. Kính thưa quý vị khán giả, khi mà mở đầu câu chuyện thì Phương Văn có chia sẻ một đoạn video mà chị Le Le đã nói về việc mà không còn đi chung với chị Hằng Kali. Thì ở đây Phương Văn cũng biết được thông tin là 8 tháng về trước, về việc mà chị Trang Le Le cũng đã phản bội chị Hằng Kali, và khi mà gia nhập với chị đạo diễn cùng với Tứ Đại Mỹ Nhoi, chị Đại và em Cường đó, sau khi lôi kéo của những người đó về nhóm mình thì họ đã lập bè, lập phái, lập nhóm để nhằm lật đổ chị Hằng Kali. Trong cái đoạn video mà chị Le Le đã nói đó là đi với chị Hằng Kali nhưng mà thấy cái điều là bất bình, cho nên là chị Le Le Mạnh Thường Quân đó là sau này không còn đi chung với chị Hằng nữa. Và những cái điều mà chị Hằng làm, chị Trang Le Le thấy là không đúng, thành ra là bây giờ tách ra không đi chung nữa, mà chị Hằng cứ ghéo gọi tên chị Trang Le Le và chửi. Thật sự Phương Văn xin chia sẻ cái phần này một chút xíu, là trước đây thì chị Hằng cũng đã chia sẻ trong cái video mình rồi, lùm xùm 8 tháng về trước đó quý vị khán giả. Thì chị Hằng có chia sẻ là về việc chị Trang Le Le đi mà xuống suối cùng với chị Hằng Kali đó, là xin đi mấy lần, cũng có cho một ít tiền cho những người vô gia cư, chứ không phải là Mạnh Thường Quân mà thường xuyên đâu quý vị khán giả. Thì xin mấy lần đi, chị Hằng cũng cho đi cùng, nhưng mà khi mà chị Le Le đi xuống suối đó thì đứng xa xa những anh em vô gia cư đó, chứ không có tới gần. Và thật sự chị Le Le là không có tiếp cận, cũng như là khi mình Mạnh Thường Quân mình xuống đó thì mình cảm thấy cái điều đó là mình cần giúp đỡ cho họ, hoặc là mình có một cái chút tình thương gì đó thì mình mới giúp đỡ chứ. Còn cái này chị Trang Le Le xuống đó và không hề đến gần chia sẻ, hoặc là nói chung là tiếp cận, thì chị Trang Le Le đứng đằng sau. Thì ngay từ những giây phút đó là họ biết đây là chắc có lẽ là cái người cũng không thành tâm đâu. Nhưng đến lúc mà khi đi quay với chị Hằng thì Phương Văn được biết là kêu chị Hằng phải quay theo ý mình, phải làm theo những cái gì mà chị Le Le đã vạch ra cái kế hoạch. Thì thật sự ra mà nói, cái kênh của chị Hằng là được quý khán giả bà con cô bác đã thương vì cái mảng chị Hằng đi quay và giúp đỡ cho những anh em vô gia cư dưới suối, mong họ làm lại cuộc đời. Cho nên chị Hằng chỉ đi cái mảng đó thôi, còn chị Le Le thì chỉ muốn đi cái mảng khác. Cho nên là kêu và chị Hằng phải làm theo ý mình, thì chị Hằng nói là đây là cái kênh của em phải làm theo cái nội dung của em làm chứ không theo ý chị được. Và từ đó thì có những cái lấn cấn và càng ngày thì xích mích, và đồng thời nghe lời bên chị đạo diễn Dược Dây nhằm muốn lật đổ chị Hằng Kali. Cho nên tới giờ chị Trang Le Le nói là thấy Hằng đi làm những cái điều mà không đúng, thành ra chị Trang Le Le tách ra không có đi chung nữa. Thì thực sự ra là không có thuận tình thuận ý theo chị ta thì chị ta phải bỏ và đi theo con đường khác mà thôi. Đi chung với chị Hằng nữa thì đâu có được, tại vì cái kênh của chị Hằng đi theo hỗ trợ thì được, còn cái này để là chỉ việc cho chị Hằng thì chắc có lẽ là không ai đồng ý việc đó. Cái thứ hai nữa là chị Trang Le Le nói là chị Hằng đã ghéo gọi tên chị Trang Le Le và chửi. Thì quý vị khán giả nào có thấy chị Hằng
lên video mà ghéo gọi tên chị Le Le chửi hay không. Chắc có lẽ là khi mà Phương Văn đã xem ngay từ đầu và đã ngay từ đầu có những cái bình luận chia sẻ từ cái lúc mà quay em Cường cho đến là cái drama trên cộng đồng mạng đã xảy ra như vậy. Và bọn tứ đại mỹ nhôi thì muốn lật đổ chị Hằng thành lên cộng đồng nói xấu và lôi kéo những người bạn thân, những người em mà chị Hằng Kali từng giúp đỡ giống như Cường rồi đó, thì đã lôi kéo được chị Đại luôn, và âm mưu lật đổ, có những câu chuyện nói xấu vân vân, đủ mọi thứ. Thì quý vị khán giả thấy sao đó, thì chị Hằng có bao giờ lên video ghéo cái tên chị Trang Le Le ra chửi hay không? Mà tới ngày hôm nay thì chị Trang Le Le nói cái điều đó. Và Phương Văn quay trở lại cái việc mà chị Le Le nói là lên sở thuế để kiện chị Hằng Kali. Thì trong video này, xin quý vị khán giả lắng nghe lại một đoạn mà Phương Văn trước đây đã trích. Trang đã đem tất cả những cái bằng chứng mà Trang thu thập được. Trang là người chạy xe lên iOS để mà nộp vào sở thuế. Trang là người đứng ra kiện Hằng Kali. Đó, thì quý vị khán giả đã nghe một cái đoạn mà chị Trang Le Le đã nói là đi lên sở thuế để kiện chị Hằng. Và có một số cái từ mà chị Trang Le Le dùng ở trong cái video của mình á, thì trước đây Phương Văn nghe chị Le Le nói đi đến sở thuế iOS. Phương Văn nghe vậy mà không biết là khán giả nghe có nhầm không, có nghĩa là chữ I, chữ O, chữ S. Nhưng mà thực ra sau khi đó Phương Văn tìm hiểu cũng như là khán giả đã chia sẻ thì cái từ viết tắt của iOS đó là không đúng, là cái từ IRS, có nghĩa là viết tắt của chữ Internal Revenue Service. Đó là ba cái chữ tiếng Anh là bên sở thuế, có nghĩa là chữ tiếng Việt Nam là chữ I, chữ R, chữ S, viết tắt của chữ Internal Revenue Service. Đó là ba chữ đó, chứ không phải chữ IOS như chị Trang đã đọc. Và Phương Văn cũng lúc đầu cũng không biết là cái chữ đó là viết tắt của chữ gì. Tới ngày hôm nay thì Phương Văn đã biết và chia sẻ với quý vị khán giả là đính chính lại cái từ đó nó không đúng. Cũng cảm ơn khán giả đã gửi về cho Phương Văn, và sau đó Phương Văn tìm hiểu thì cái chữ đó là viết tắt của cái chữ Phương Văn vừa đọc, và Phương Văn để trên màn hình cho quý vị khán giả xem. Bên cạnh đó thì Phương Văn chia sẻ về câu chuyện này, quý vị khán giả thấy là cũng có rất là nhiều người không có đồng tình và vô có những cái lời bình luận cũng chửi Phương Văn. Và đâu đó thì cũng có một số khán giả đã trả lời lại giùm Phương Văn. Thật sự Phương Văn cảm ơn rất là nhiều. Sau đây thì những cái lời mà của những khán giả có những cái bình luận và gọi là trái chiều, thì Phương Văn xin phép show lên đây và đồng thời phân tích một số vấn đề về những cái bình luận của quý vị khán giả này. Còn những bình luận của quý vị khán giả đã từng chia sẻ, từng phân tích cùng với Phương Văn thì Phương Văn rất là cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Sau đây là Phương Văn đọc những lời bình luận của quý khán giả nè. Ở đây Phương Văn làm mờ đi để cũng không có show hẳn cái tên của người viết lên đây ha quý vị khán giả. Bạn kiếm đề tài khác đi bước móc chuyện của Cường làm gì, thấy người ta một mình đánh hội đồng ăn hiếp Cường, hay là ganh tị với Cường một người bị bệnh. Chỗ này xin phép khán giả Phương Văn xin trả lời như thế này. Ở đây thì Phương Văn thực sự là cái đề tài của chị Hằng Kali, Phương Văn thời gian cũng không có chia sẻ. Nhưng mà quý vị khán giả, Phương Văn cũng như một số anh em YouTuber là đang lên góp lên tiếng nói cho cộng đồng. 8 tháng nay chị Hằng là một trong những cái người mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ thương yêu để cho chị Hằng đi giúp đỡ những người vô gia cư. Thì đó là những việc người ta làm tốt, người ta làm thiện. Mà bên kia thì tối ngày kéo gọi là chị Hằng ăn chặn tiền từ thiện, rồi làm không minh bạch, rồi tới người này kiện, người kia kiện, đi đến sở thuế vân vân. Thì Phương Văn thấy là trong cái việc mà làm YouTube cũng như là làm từ thiện đó, thì chị Hằng Kali là một người tốt mà đang bị bủa vây tinh thần. Còn nếu như chị Hằng mà có làm một cái điều gì mà sai trái với pháp luật cũng như là với cộng đồng, với khán giả, thì chị Hằng Kali đã đủ tuổi và có chịu trách nhiệm với hành vi của mình.
trước pháp luật cũng như là trước quý vị khán giả, thì Phương Văn cũng không thể nào mà bênh vực được. Thì quý vị khán giả đang thấy là chị Hằng Kali đang bị những bọn tứ đại mỹ nhôi, những người họ lên cộng đồng mạng ức hiếp và đồng thời nói những cái lời mà nhục mạ xấu xa để nhằm lật đổ chị Hằng, muốn chị Hằng phải không còn làm YouTube nữa để cho họ một bước lên ngôi. Còn ở đây cái vế thứ hai là chia sẻ về em Cường, thấy người ta một mình rồi đánh hội đồng ăn hiếp em Cường. Ở đây xin lỗi khán giả ha, khán giả bình luận như thế này, thực sự đâu có ai ăn hiếp mà đánh hội đồng của em Cường đâu. Thấy em Cường bệnh hoạn rồi làm như vậy, quý vị khán giả thấy em Cường có bệnh chỗ nào không? Đâu có giấy chứng nhận tâm thần đó mà nói là bệnh. Em Cường khôn quá trời khôn luôn, chứ có bệnh chỗ nào đâu. Toàn là ăn là đi trước, hoặc là có những cái lời nói mà coi như là trèo cao không, chứ đâu có bệnh chỗ nào. Còn cái việc khán giả nói là ăn hiếp hội đồng, ở đâu ăn hiếp hội đồng? Có ai ăn hiếp em Cường đâu mà gọi là ăn hiếp hội đồng. Do em Cường phát biểu trên cộng đồng mạng, thứ nhất là cái việc phản bội chị Hằng Kali là cộng đồng mạng cả thế giới này ai cũng nhìn thấy. Chứ quý vị khán giả thấy là có ai ăn hiếp em Cường đâu mà nói đánh hội đồng. Đánh hội đồng đây là nói là nào là một số anh em YouTuber, nào là quý vị khán giả không thương yêu em Cường nữa, cho nên là đánh em Cường hội đồng, ăn hiếp. Ở đây là không có ăn hiếp, là ganh tị em Cường. Ở đây cũng không có ganh tị em Cường, mà khán giả cùng với một số anh em bình luận để giúp đỡ cho em Cường là có cái nhìn nhận sáng suốt hơn, và đồng thời đừng bao giờ nghĩ tới cái việc mà mình ăn cháo đá bát, cũng như là một số khán giả nói là bây giờ Cường ăn quẹt mỏ như gà đó. Thì bây giờ Cường lại lên cộng đồng ăn một bát cháo và lấy đầu con gà quẹt mỏ, và cái video đó còn dài hơn nữa, nhưng mà Phương Văn chỉ trích một đoạn đó thôi. Thì ở đây xin trả lời với khán giả là tất cả khán giả bình luận cũng như là Phương Văn chia sẻ góp lên tiếng nói, phân tích cái việc là ai đúng ai sai, chứ ở đây không có ai đánh hội đồng ha. Và cái bình luận tiếp theo, anh chị này có nói là chị Hằng chúng mày lừa đảo kinh doanh tiền từ thiện, của kinh doanh từ thiện lấy tiền của Mạnh Thường Quân chia chác tiền cho chúng mày phải không? Xin thưa quý vị khán giả, thì chị Hằng lừa đảo ở đây, nếu như quý vị khán giả nào mà chứng minh được chị Hằng lừa đảo thì quý vị khán giả hãy đưa ra bằng chứng, và chị Hằng phải chịu trách nhiệm với bản thân mình và cộng đồng mạng và với pháp luật về việc mà lừa đảo. Đây là một cái tội rất là trọng tội. Thì lừa đảo chỗ nào thì quý vị khán giả hãy đưa ra bằng chứng, và có thể là mình tố cáo những người đó lừa đảo. Chị Hằng mà lừa đảo kinh doanh tiền từ thiện hoặc là làm những điều không đúng thì thực sự là Mạnh Thường Quân khán giả cũng như là Phương Văn cũng không thể nào mà binh vực che lấp nổi, mà chị Hằng phải tự chịu trách nhiệm mình với tất cả mọi người. Còn cái việc mà kinh doanh tiền từ thiện lấy tiền của Mạnh Thường Quân, em xin phép để nói với khán giả như thế này. Cái vị khán giả nói nè, nếu mà kinh doanh tiền từ thiện lấy tiền của Mạnh Thường Quân, tại sao Mạnh Thường Quân không lên tiếng? Mạnh Thường Quân có quyền lên tiếng, tại vì tiền người ta là mồ hôi nước mắt, chứ đâu phải là tiền ít đâu mà không lên tiếng. Tại vì khi mà lấy tiền từ thiện của ai đó, bây giờ em hỏi anh, hả chị, nếu như là tiền của anh chị mà chị Hằng Kali lấy mà để lấy tiền của Mạnh Thường Quân để kinh doanh từ thiện như vậy, anh chị nín thinh không? Anh chị có nín thinh không hay là mấy anh chị lại lên tiếng? Dĩ nhiên là cái việc làm sai trái của những người YouTuber hoặc là người nào còn nói ăn chặn tiền từ thiện này cái nọ đó thì mình có quyền, và bản thân mình là cái người mà góp tiền, mình là Mạnh Thường Quân góp tiền, thì tôi đưa cho ai đó mà ai đó đã ăn chặn tiền từ thiện vậy, tôi phải lên cộng đồng mạng tôi chia sẻ và tôi lên tiếng chứ. Ở đây thì bao nhiêu năm nay anh chị thấy là chị Hằng Kali có bị Mạnh Thường Quân nào lên tiếng hay không? Chỉ có bà Đại đó, bà nói bà Mạnh Thường Quân bà lên tiếng bà góp tiền cho chị Hằng Kali là 2.000 đô đó, mà chị Hằng cho những anh em vô gia cư là có 500 đô, còn 1.500 đô đâu không biết. Thì cuối cùng thì chị Hằng Kali cũng không lên tiếng về việc này ha, để cho chị Đại nói đã gì đã, nói gì nói. Tới chừng xích bích với chị Trang Le Le thì bây giờ chị Hằng mới lên cộng đồng mạng công khai là xin lỗi chị Hằng Kali những cái việc của chị Đại là làm sai trái, và đồng thời nghe lời với cái bọn kia, và không ngờ bọn kia vô cùng xấu xa, để cho con Hằng nó làm từ thiện. Nếu như mấy anh chị làm không được thì để cho con Hằng nó làm đó.
cái tiền tôi góp 2.000 đô, con hàng nó có đọc tên, nó có đọc tên, nó có cho những người anh em vô gia cư. Thì bây giờ bà Đại bà mới lên cộng đồng mạng bà minh oan, tại vì bà bị cái nhóm bên kia là bóc phốt quá trời, cho nên là bà thấy là bị chơi vơi, thà bây giờ lên cộng đồng mạng để nói lời xin lỗi cộng đồng mạng và xin lỗi chị Hằng thì tốt hơn. Cuối cùng bà Đại bà lên xin lỗi, chứ nếu như bà bên kia không bóc phốt chị Đại thì chưa chắc chị Đại đã lên tiếng ạ. Đó, cho nên các anh chị này nói là lấy tiền của Mạnh Thường Quân kinh doanh từ thiện, thì cái việc chị Hằng kinh doanh đâu không thấy, mà lấy tiền của Mạnh Thường Quân đâu mà ém nhẹm, thì không thấy Mạnh Thường Quân nào lên tiếng, chỉ có các anh chị lên mà nói khơi khơi như thế này mà không có bằng chứng cứ. Rồi, bình luận tiếp theo là trước đây là hăm dọa Phương Văn nè, mày ngon mày cho cái hẹn số điện thoại địa chỉ, anh em xã hội tụi tao tìm mày liền. Đó, thì Phương Văn biết là đây là cái nick giả ha. Đây cái nick giả của những ai đó, thì có không biết là có phải trong Tứ Đại Mỹ Nhoi hay là của bà Đại. Tại vì chị Đại bác từng bày cho chị Trang Lê Lê á, chị lập 5-7 cái nick giả gì đó, chị vô chị comment và chị chửi chúng nó. Thì đây là một trong những cái bình luận mà của khán giả chửi, thì đâu đó là bên Tứ Đại Mỹ Nhoi mà Phương Văn không có ngại đâu. Tại vì Phương Văn đây là chia sẻ phân tích thôi, chứ Phương Văn cũng không phải là lên cộng đồng mạng để bêu ríu xấu ai hoặc là nhục mạ ai cả, mà là Phương Văn là thành viên của YouTube, cho nên là Phương Văn có thể là bình luận chia sẻ một vấn đề nào đó mà công ty YouTube nó cho quyền mình ha. Còn nếu mà Phương Văn đã vi phạm thì YouTube nó cũng tẩy Phương Văn từ lâu rồi. Và cái bình luận tiếp theo, em ơi Hằng Kali, trời nghe nói câu đầu nó ngọt ngào làm sao đó. Em ơi Hằng Kali cho em bao nhiêu tiền vậy mà em binh vực Hằng Kali vậy, em có biết đúng hay sai mà em nói vậy, thôi tốt hơn, tốt nhất em đóng cái miệng của em lại. Dạ xin thưa, ở đây chị Hằng Kali cho bao nhiêu, ví dụ như bây giờ em có nói chị anh chị có tin không, cho bao nhiêu em khai là chị mấy anh chị có tin không, mà em nói là không cho thì mấy em anh chị cũng không tin. Thì cái này là cho bao nhiêu hay là bình luận là em ăn lương của chị Hằng bao nhiêu, cái đấy em không quan tâm. Mà em ở đây em quan tâm cái việc là em chia sẻ bình luận, phân tích vấn đề thôi. Còn cái việc mà chị kêu em đóng cái miệng em lại, thì có lúc em đóng cái miệng em lại và có lúc em cần nói thì em nói, chứ em không thể nào mà nghe lời chị để em đóng cái miệng em lại ha. Thì cảm ơn chị đã một lần vào xem để nghe em nói cái gì. Ở đây em chỉ phân tích và chia sẻ, tại vì không phải một mình em mà có nhiều anh em YouTuber khác thấy chị Hằng bị bủa vây, bị làm nhục, bị nhục mạ trên cộng đồng mạng. Nào là chị Lê Lê chửi nặng lời, chửi là nào là ăn chặn tiền từ thiện, rồi nào là kêu chị Hằng bằng cà phê, rồi là làm xấu hổ người Việt Nam khi mà qua tới nước Mỹ mà còn đi làm như vậy. Thì cái chị đó chỉ nói là chị Can Lê Lê chỉ nói là qua Việt Nam mà làm xấu hổ. Em không biết là chị Hằng chỉ làm gì xấu hổ người Việt Nam ạ. Có bản thân chị có lên cộng đồng mà chị chửi cũng như là chị nhục mạ người khác và đồng thời cắn xé lẫn nhau trong nội bộ chị, thì cái việc đó chị cảm thấy mới nhục nhã với cộng đồng mạng, với mọi người. Chứ chị Hằng không có thấy làm cái việc gì là hiện tại là làm nhục người Việt Nam. Một cái bình luận khác là kênh này không có việc làm, đi khóc thuê. Kênh này cũng chửi mướn không có việc làm nên đi nhiều chuyện. Dạ, thì em cũng cảm ơn anh chị đi vào đây để xem em chia sẻ cái gì. Ở đây em không có khóc thuê, khóc mướn hay là đi gọi là ăn tiền của chị Hằng Kali. Thì quý vị khán giả cũng xem cũng biết rồi, Phương Văn cũng đã từng tâm sự chia sẻ rồi. Phương Văn cũng không nhắc lại nhiều đâu. Thì những cái việc anh chị cứ bình luận, cái việc em chia sẻ phân tích thì em cứ chia sẻ phân tích. Nếu anh chị nào vào xem em chia sẻ cái gì thì em cũng rất là cảm ơn. Còn mấy anh chị để lại bình luận theo cái ý kiến cá nhân của mình, chửi em nào là em đi chửi mướn, nào em đi khóc thuê, nào để em nhiều chuyện, thì mấy anh chị có quyền bình luận không sao cả. Đó là quyền của mọi người.
Và bên đó thì em cũng cảm ơn quý vị khán giả đã trả lời lại một số bình luận mà khán giả cảm thấy là khó nghe, cho nên khán giả đã thay Phương Văn trả lời lại những người này. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Một vị khán giả khác cũng nói là chính thức kênh này là bám những việc của chị Hằng Kali để lấy like, tại sao không kiếm đề tài khác, không có gì để ta làm, mong kiếm tiền YouTube vân vân. Bây giờ dù em có làm đề tài khác thì em cũng kiếm tiền YouTube. Ở đây là mong kiếm tiền YouTube là đúng đó chị, đúng đó anh chị. Tại vì ai làm cũng kiếm tiền từ YouTube cả. Công ty YouTube nó đường đường chính chính nó trả cho mình mà. Nó mình đâu có vi phạm gì đâu. Cho nên ai làm cũng mong kiếm tiền từ YouTube nó trả cho mình ha. Coi như là mình làm công ăn lương nó để nó bán quảng cáo đó. Và ở đây có nhiều khán giả mà Phương Văn trích lại một cái đoạn này. Mạnh Thường Quân cho từ thiện không thắc mắc mà người ngoài cuộc thắc mắc đi thưa, đúng là thần kinh. Thấy người ta có ăn có mặc rồi người đó tức rồi làm chuyện khùng điên. Khán giả này đã bình luận trả lời lại một số khán giả trước đây, thì nói là cái người mà Mạnh Thường Quân người ta cho làm từ thiện, tại sao người ta không thắc mắc đó. Quý vị khán giả này nói rất là chính xác này. Đó, tại vì khi mà Mạnh Thường Quân cho, tại sao người ta không thắc mắc? Con Hằng nó ăn chặn từ thiện, con Hằng nó kinh doanh từ thiện, như quý vị khán giả đã bình luận đã nói đó, thì người Mạnh Thường Quân người ta thấy cái cô này ăn chặn từ thiện nè, cho không đúng người nè, cho bao nhiêu thì ăn chặn bớt nè, thì liệu Mạnh Thường Quân và nhà hảo tâm người ta còn nhiệt tình để người ta cho nữa hay không, người ta muốn giúp mình nữa hay không? Còn ở đây cái việc mà ganh tị đố kỵ thì đã thấy rõ ràng, tại vì gia nhập dưới cái nhóm, nguyên cái nhóm râu ria rễ má của bên họ tới 20 mấy người, nhưng mà những người đó không có lên tiếng, có một số người lên YouTube thì quý vị khán giả biết thôi đó. Bây giờ lôi kéo được em Cường, lôi kéo được chị Đại, bây giờ chị đã thoát khỏi được cái nhóm đó rồi, thành ra chị lên cộng đồng mạng chị xin lỗi, thì quý vị khán giả cũng thấy rồi đó. Thì nhiều khán giả nói rằng là bây giờ chị Đại đã quay đầu, thôi đừng nói nữa. Thì Phương Văn cũng như các anh em cũng có lời khen cho chị Đại trước đây á, là đã quay đầu cũng dám đứng nói lên sự thật. Nhưng mà nhiều khán giả cũng bình luận rằng là dù cho chị Đại chỉ lên cộng đồng mạng xin lỗi, nhưng mà cái niềm tin ở chị Đại là khán giả không có tin ha. Đó là khán giả bình luận. Còn cái việc chị Đại làm tới đây là như thế nào thì đó là cái việc của chị Đại. Và hôm nay thì Phương Văn chia sẻ như vậy để cho quý vị khán giả trả lời một số câu hỏi của khán giả đã bình luận và những cái thắc mắc đó. Thì Phương Văn kết luận rằng là Phương Văn cũng như một số anh em YouTuber đang góp lên tiếng nói cộng đồng để bảo vệ những người bị hại. Nếu như không phải là chị Hằng Kali thì những người khác, Phương Văn cũng lên chia sẻ và bình luận. Và tại vì khi mà mình tham gia vào YouTube thì mình có quyền bình luận, mình thấy sự việc nào đúng, sự việc nào sai. Kể cả khán giả cũng vậy, cũng có cái quyền ngang nhau như những người YouTuber. Tại vì khán giả không lên video nhưng mà khán giả có cái quyền bình luận, nói lên cái quan điểm, ý kiến cá nhân của mình về một cái vấn đề nào đó. Cho nên ở đây không ai bắt buộc khán giả là phải im lặng, và cũng không ai có quyền mà bắt Phương Văn phải đóng cái miệng Phương Văn lại. Đó, thì Phương Văn chia sẻ như vậy, ai cũng có cái quyền hết nói lên cái ý kiến cá nhân của mình. Ở đây Phương Văn chỉ chia sẻ phân tích những vấn đề đúng hay sai và lên tiếng để góp lên tiếng nói cộng đồng giúp cho người bị hại giống như chị Hằng Kali. Thì mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ Phương Văn, cùng nhau phân tích để chia sẻ vấn đề này, và thực sự chúng ta có thể là đoàn kết với nhau để bảo vệ chị Hằng Kali làm từ thiện trong lúc này. Mong cho chị Hằng Kali vững tin cùng với Mạnh Thường Quân, khán giả và những nhà hảo tâm luôn có tinh thần để ủng hộ những người cùng khổ, những người khó khăn, và mong họ làm lại cuộc đời. Đó là một cái điều hết sức ý nghĩa và tốt đẹp nhất cho những người đang có tâm và hướng thiện. Một lần nữa Phương Văn xin chân thành cảm ơn tất cả cô, chú, bác, anh, chị, em trên toàn thế giới. Và kính chúc tất cả quý vị khán giả dồi dào sức khỏe, một ngày mới vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.